Này là cánh thư nghĩ nghĩ nè chứ cô em học trò. Này là bánh trưng mẹ già tự tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đang. Này em gửi ra tới chiến trường mang chung tình hậu phương thương mẹ. Đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò. Nhìn cặp bánh trưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao tôi nghe như trong hồn chơi đã về trên khắp đất trời như tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem luyện thương nồng nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Ôi người tình đi muôn nơi, thật nhiều mê tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Tôi xin cảm ơn người, cảm ơn ai đã đem liên thương nồng ấm đến với linh. Cảm ơn ai khi xuân về vui thật là quên người sương gió phương trời. Âu yếm người tình ý muôn nơi, thật nhiều mê thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ kính yêu vài lời của con chúc chúc mừng năm năm nay và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về xin hãy yêu đời, ta đón đời xuân hồng ngày mai. Khi xuân về ta đón đợi.
xuân hồng ngày